Quý vị và khán giả thân mến, chúng ta đang được đến với sân rộng The Seven ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giao hữu quốc tế của các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Đây là trận đấu chuẩn bị cho những trận đấu vòng loại của giải U23 châu Á năm 2022. Lúc này thì các cầu thủ đã ra sân và chúng ta có thể thấy các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo quần màu trắng và tất trắng. Còn đối thủ của chúng ta thì ra quân trong trang phục áo quần màu đỏ. Trọng tài chính trong trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Yusuf Hassan Hassan Mali. Các trợ lý của ông cũng đến từ UAE. Sau đây là đội hình ra sân của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ môn Quan Văn Chuẩn, đội trưởng của chúng ta sẽ là Đặng Văn Tới, cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Trọng Long, số 6 Nhâm Mạnh Dũng, số 11 Mai Sĩ Hoàng, số 14 Nguyễn Hữu Thắng, số 17 Nguyễn Hai Long, số 18 Nguyễn Trần Việt Cường, số 19 Trần Văn Đạt, số 20 Nguyễn Thanh Bình và số 22 là Lê Văn Xuân. Như vậy là trận đấu giao hữu giữa cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Tajikistan đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu trong bộ trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Như vậy là ở trong những giây đầu tiên chúng ta có được một tình huống đá phạt góc. Dứt điểm, tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về đội trưởng Đặng Văn Tới. Và đó không phải là một tình huống quá nguy hiểm. Thế trận đang khá cân bằng giữa hai đội. Một pha tấn công từ bên cánh phải. Đã có một cú dứt điểm của cầu thủ Tajikistan. Người dứt điểm là Rustam Sarov, số 9 bên phía cầu thủ Tajikistan. Một pha dứt điểm ngay. Tình huống sút bóng là của Hai Long. Trước đây trong màu áo của Than Quảng Ninh thì Hai Long được xem là một của hiếm và được nhiều chuyên gia, trong đó có huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đánh giá rằng có phẩm chất thiên phú và sẽ làm cầu thủ tốt cho đội tuyển Việt Nam sau này. Đây là một tình huống lên bóng rất hay của Tajikistan. Căng ngang, cơ hội rất nguy hiểm. Một pha tấn công rất nguy hiểm của U23 Tajikistan. Hướng tấn công theo cánh phải của Tajikistan đã chọc thủng được hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Một quả bóng được đưa vào trong rất nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ Tajikistan. Đúng là đội bóng áo đỏ đang chơi có nét hơn. Và bây giờ thì chúng ta đang đứng trước một tình huống đá phạt nguy hiểm. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Hai Long. Một tình huống đi bóng vào vị trí của Nhâm Mạnh Dũng và Mai Sĩ Hoàng. Một cú căng ngang thực sự rất nguy hiểm. Quan Văn Chuẩn đã có một tình huống đổ người hợp lý. Nếu không, bóng sẽ đến vào vị trí của cầu thủ Akosa. Và đây sẽ là cơ hội dành cho U23 Tajikistan. Nếu như có được bàn thắng thì chắc chắn là trận đấu sẽ sôi nổi hơn rất nhiều. Một pha phối hợp đá phạt rất loằng ngoằng. Là chúng ta nhớ tới những tình huống đá phạt của FLC Thanh Hóa trước đây đúng không ạ? Vâng, có rất nhiều cầu thủ chạy và sau đó thì mới có một người để dứt điểm. Tuy nhiên bóng đã bật vào hàng rào. Sĩ Hoàng, Văn Đạt rất cố gắng, vẫn là Văn Đạt, căng ngang, vẫn còn cơ hội. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Một nỗ lực đáng khen của cầu thủ chạy cánh bên phía U23 Việt Nam. Bóng đã được đưa vào trong trước một đối thủ có thể hình to hơn. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem. Văn Đạt đã cướp được bóng. Những tình huống phối hợp tương đối tốt. Rất thoáng, Sĩ Hoàng. Một tình huống tạt bóng của Sĩ Hoàng rất nguy hiểm. Bóng đã không thể dứt điểm với một tình huống chúng ta đã thiếu đi điểm cắt khi mà Văn Đạt và Việt Cường không thể đưa ra tình huống dứt điểm cuối cùng. Sự áp sát của cao thủ U23 Tajikistan khiến cho U23 Việt Nam rất khó để xâm nhập vào khu vực cấm địa. Rất nguy hiểm. Một pha sút bóng đẹp mắt của cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Người đã ra chân là Hữu Thắng. Bóng tạo ra một đường cong khá đẹp nhưng nó thiếu đi độ chính xác. Vẫn là cầu thủ Tajikistan. Rất nhịp nhàng. Beshanbe dứt điểm. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho U23 Tajikistan. Một tình huống mà Quan Văn Chuẩn đã cứu thua.
Nếu không có sự xuất sắc ở những đầu ngón tay của thủ môn của câu lạc bộ Phú Thọ thì nhiều khả năng U23 Việt Nam của chúng ta đã phải vào lưới nhặt bóng. Một tình huống phối hợp tí tách rất ăn ý của cầu thủ U23 Tajikistan và kết thúc bằng một pha dứt điểm rất đẹp mắt, rất kỹ thuật của đội trưởng Beşiktaş. Rất nguy hiểm, Xuân Tú rất đẹp cơ hội. Không được. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam sẽ chỉ có một quả đá phạt góc. Tình huống tấn công có nét đầu tiên của U23 Việt Nam. Sarop. Rất tốt. Safarov. Rất nguy hiểm, đánh đầu. Rất tiếc chút nữa thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ Tajikistan. Một tình huống tấn công thực sự rất mạch lạc của các cầu thủ Tajikistan. Một tình huống tạt bóng rất chất lượng của Safarov. Và đã không có một cầu thủ nào theo sát cầu thủ đối phương trong tình huống vừa rồi. Đây sẽ thực sự là một cơ hội nguy hiểm dành cho chúng ta. Dứt điểm luôn. Khá nguy hiểm. Các cầu thủ đã tranh cãi. Chúng tôi tưởng rằng là thủ môn của Tajikistan sẽ để lọt bóng qua tay, nhưng không phải. Như vậy là cầu thủ vừa tung ra tình huống dứt điểm đó chính là Levando. Đó là một tình huống thực sự nguy hiểm. Một tình huống nỗ lực của Bảo Toàn và cầu thủ đã có một cái lắc đầu rất nguy hiểm và đã thành bàn, đó chính là Lê Xuân Tú, số 21 của cầu thủ U23 Việt Nam. 1-0 ở những phút thi đấu cuối cùng. Có cảm giác cái bàn thắng đến một cách hơi dễ dàng bởi vì hàng thủ của U23 Tajikistan đã không thật sự quyết liệt. Số 6 Vadat Hanonov đã không áp sát để cho cầu thủ của U23 Việt Nam thoải mái tạt bóng vào trong. Bây giờ tiếp tục là cơ hội của Tajikistan. Người đang có bóng là số 18. Cơ hội rất nguy hiểm và cuối cùng thì U23 Tajikistan đã gỡ hòa 1-1. U23 Việt Nam hàng thủ đã tỏ ra thiếu tập trung ở trong pha bóng vừa xong. Một quả đưa bóng vào trong. Vẫn có cầu thủ áo trắng ở trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên lại không ngăn chặn được một pha dứt điểm. Nói chính xác đó là một tình huống càng ngang nguy hiểm của và cực kỳ khó chịu của số 18 Digazarov. Liễu Quang Vinh là người đã không thể theo kịp tình huống vừa rồi. Để nói qua về vòng loại U23 châu Á thì có 11 bảng đấu và 11 đội bóng xếp đầu tại các bảng đấu sẽ lọt vào vòng chung kết, cùng với đó là 4 đội. Rất nguy hiểm. Thủ môn của U23 Tajikistan, đây không phải lần đầu tiên anh tỏ ra lóng ngóng. Chúng ta còn nhớ là trước đó thì thủ thành của U23 Tajikistan cũng có một pha bóng mà suýt nữa thì bóng lọt háng của anh. Các giải trẻ, đặc biệt là lứa U22, U23 sẽ là những cầu thủ có thể là tương lai của bóng đá Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã có một đội tuyển quốc gia rất ăn nhập và đã có những tình huống xô sát của cầu thủ hai đội. Người vừa va chạm đó là Văn Minh. Và chúng ta nhìn thấy là đã có những chiếc thẻ đỏ đang cầm sẵn trên tay của trọng tài chính, đúng không ạ? Vâng. Đã có những tình huống va chạm giữa hai bên. Rất căng. Những cầu thủ trẻ của chúng ta rõ ràng là những cái đầu nóng thi đấu ở một trên một sân vận động đang có thời tiết rất nóng. Rõ ràng là cầu thủ cũng đã không kiềm chế được mình. Chúng tôi thấy nhất bên phía U23 Việt Nam đó là Cao Trần Hoàng Hùng. Và chúng ta đã nhìn thấy trợ lý Trung Ngọc Cảnh đã yêu cầu các cầu thủ của mình phải giữ được sự bình tĩnh. Với các cầu thủ trẻ thì những kinh nghiệm ở trong những tình huống xô sát này là không phải có quá nhiều. Và đặc biệt thời tiết cũng tương đối nóng. Chúng ta đang nhìn thấy trọng tài đang cầm những chiếc thẻ trên tay. Hy vọng là không có một cầu thủ nào của chúng ta và cả đội bạn phải nhận những chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Dù đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi, nhưng đó cũng sẽ là những kinh nghiệm thực sự dành cho những cầu thủ trẻ của cả hai bên. Tôi thấy rất hay bởi vì các cầu thủ của chúng ta sẽ được trải qua những cảm giác và những trải nghiệm thật sự bổ ích, cả về những bàn thua, cả những bàn thắng và những pha va chạm nữa. Như vậy là đã có chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho số 22 bên phía họ, đó chính là Koma Tulazoda. Và đội trưởng của họ cũng phải nhận một chiếc thẻ vàng, Park Sang-bin. Như vậy là đã có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trong những giây cuối cùng của trận đấu này. Đây là những giây cuối cùng.
Như vậy là trận đấu đã khép lại với tỷ số 1 đều dành cho U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Một hiệp 2 sôi nổi hơn đúng như những gì mà người hâm mộ đã chờ đợi.